Đàn ông mệnh lớn phúc lớn, mang mệnh đế vương có tướng thế nào? Cùng xem tướng đàn ông đại phú đại quý, ai cũng muốn lấy làm chồng này nhé, chấm một tai to phúc lớn. Rất nhiều người không chú ý đến tầm quan trọng của phúc duyên trong mệnh. Phúc chỉ là một hình thức biểu đạt tượng trưng. Thông thường nếu xét về đặc điểm của phúc thì có thể thấy từ hai phương diện, một là có quý nhân nâng đỡ, hai là có thể hóa giải nguy cơ, gây dựng đại nghiệp. Nếu không có ai giúp đỡ và ủng hộ thì khó có thể thành công. Tương tự như vậy, người có phúc khí thì dù gặp đúng một chuyện trong tình huống giống nhau cũng có thể hóa nguy thành an, biến tất cả những yếu tố bất lợi hóa giải thành có lợi với mình chứ không khiến cho mối nguy càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Người có được khả năng như thế chính là người có phúc duyên. Rất ít người dám đứng ra đối đầu, làm địch thủ với bạn, mà ngược lại, có rất nhiều người yêu quý, mến mộ và tình nguyện giúp đỡ bạn. Hai lông mày cao, thắng làm vua, thua làm giặc, bất cứ một bậc đế vương mở mang bờ cõi nào cũng có sát khí vô cùng lớn. Nói một cách dễ hiểu hơn thì đó là người có dã tâm, có mưu lược. Bởi nếu không có những phẩm chất đó thì khó lòng thống lĩnh ba quân, xưng bá một phương. Xem tướng lông mày, bậc đế vương đa phần lông mày phóng khoáng, nét mày cao, đổ xuống như lưỡi mác, đặc biệt lông mày khá đậm. Thực ra đó không hẳn là tướng lông mày đế vương. Phàm là những người giữ quyền lực trong tay, có quyền sinh quyền sát hoặc tay trắng lập nghiệp đều sẽ sở hữu nét tướng bất phàm này. Ba ánh mắt có thần, người lãnh đạo sẽ có nhiều tham vọng, có dã tâm, có nét uy nghiêm khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. Con người mà ánh mắt hoang mang, đờ đẫn vô hồn, cả ngày ngáp ngắn ngáp dài, tự buông thả bản thân thì cho dù có người phù trợ cũng chẳng làm nên điều gì. Chỉ có người có tài lãnh đạo, có khả năng kiểm soát, tinh lực dồi dào thì mới có thể hóa giải được nỗi bất an của người bên dưới, thống nhất được tinh thần của người dưới quyền mình. Bốn xương tê giác trên trán. Theo nhân tướng học, đàn ông mà thiên đình đầy đặn, trên trán có một miếng vuông ở giữa như con tê giác nằm phù phục thì đa phần là người mang quý tướng. Xương tê giác chính là chỉ mảnh xương hình vuông nằm phía trên ấn đường, nằm chính giữa trán. Mảnh xương này tượng trưng cho phú quý, phúc thọ. Xương tê giác trên trán hình vuông là đệ nhất phú quý. Các hình dạng như hình tròn hay hình oval thì có phần kém hơn chút, đỉnh chấm năm trán rộng, nhẵn bóng. Xem tướng khuôn mặt đàn ông, chỉ xem phần trán có hình dáng, màu sắc như thế nào cũng có thể nhìn ra được khả năng quản lý cũng như địa vị mà họ sẽ có được sau này trong xã hội. Đàn ông có vầng trán rộng, nhẫn bóng thì tất là người có tài lãnh đạo, mang quý tướng, dễ phát về đường quan vận. Đây là tướng mạo đàn ông nên lấy làm chồng, cần chọn ngay kẻo lỡ. Người này có đường chân tóc bọc khá cao, trán nhìn sáng sủa, trông rất thông minh. Nếu theo nghiệp chính trị tất giành được thành công lớn. Họ có sự quyết đoán, khả năng nhìn xa trông rộng, đã làm gì là sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng, tới khi nào đạt được mục tiêu mới chịu dừng tay.